Lúc bấy giờ A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở chung như thế nào? Phật dạy: Này A Nan, Đại Bồ Tát ở chung nên xem nhau như đại sư. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát lần lượt trông coi nhau nên nghĩ thế này: vị ấy là thiện tri thức chân thật của chúng ta, cùng ta làm bạn, cùng đi trên một con thuyền. Chỗ học, thời gian học và pháp học của chúng ta và vị ấy tất cả đều không khác. Như vị ấy phải học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học thánh đế khổ tập diệt đạo, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học mười địa Bồ Tát, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học năm loại mắt, sáu phép thần thông, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học viêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, ta cũng phải học. Như vị ấy phải học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ta cũng phải học. Lại nghĩ thế này, các Đại Bồ Tát ấy, vì chúng ta nói đạo Đại Bồ Đề, tức là bạn chân chánh của ta, cũng là thầy ta, nếu Đại Bồ Tát ấy an trụ tác ý tạp loạn, xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì ta chẳng cùng học với vị ấy. Nếu Đại Bồ Tát ấy lìa tác ý tạp loạn, chẳng rời tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì ta luôn luôn cùng học với vị ấy. A Nan nên biết, nếu các chúng Đại Bồ Tát luôn luôn học như thế, thì tư lương Bồ Đề mau được viên mãn. Nếu chúng Đại Bồ Tát khi học như thế, thì gọi là học bình đẳng. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát mà các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học, nên gọi là học bình đẳng? Phật dạy: Này thiện hiện, pháp không nội là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học, nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện sắc và tự tánh không của sắc là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thọ tưởng hành thức và tự tánh không của thọ tưởng hành thức là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện nhãn xứ và tự tánh không của nhãn xứ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện sắc xứ và tự tánh không của sắc xứ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện nhãn giới và tự tánh không của nhãn giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới và tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng.
do học bình đẳng, nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, sắc giới và tự tánh không của sắc giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thanh hương vị xúc pháp giới và tự tánh không của thanh hương vị xúc pháp giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, nhãn thức giới và tự tánh không của nhãn thức giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, nhãn xúc và tự tánh không của nhãn xúc là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc và tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, địa giới và tự tánh không của địa giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh không của thủy hỏa phong không thức giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, vô minh và tự tánh không của vô minh là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử và tự tánh không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, bố thí ba la mật đa và tự tánh không của bố thí ba la mật đa là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tự tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, pháp không nội và tự tánh không của pháp không nội là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh không của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, chân như và tự tánh không của chân như là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tự tánh không của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, thánh đế khổ và tự tánh không của thánh đế khổ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thánh đế tập diệt đạo và tự tánh không của thánh đế tập diệt đạo là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, thiện thiện, bốn tịnh lự và tự tánh không của bốn tịnh lự là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, tám giải thoát và tự tánh không của tám giải thoát là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, bốn niệm trụ và tự tánh không của bốn niệm trụ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, pháp môn giải thoát không và tự tánh không của pháp môn giải thoát không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, bậc cực hỷ và tự tánh không của bậc cực hỷ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực đan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân và tự tánh không của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực đan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, năm loại mắt và tự tánh không của năm loại mắt là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Sáu phép thần thông và tự tánh không của sáu phép thần thông là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, 10 lực Phật và tự tánh không của 10 lực Phật là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, pháp không quên mất và tự tánh không của pháp không quên mất là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tánh luôn luôn xả và tự tánh không của tánh luôn luôn xả là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, trí nhất thiết và tự tánh không của trí nhất thiết là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni và tự tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tự tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, quả dự lưu và tự tánh không của quả dự lưu là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và tự tánh không của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, quả vị độc giác và tự tánh không của quả vị độc giác là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, tất cả hạnh Đại Bồ Tát và tự tánh không của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.
Lại nữa, thiện hiện quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của nhãn xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của sắc xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tỷ thể thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tỷ thể thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tỷ thể thân ý giới mà học,
là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng?
Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bố thí ba la mật đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà học
là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của Tịnh Giới An Nhẫn, Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của Pháp Không Ngoại, Pháp Không Nội Ngoại, Pháp Không Không, Pháp Không Lớn, Pháp Không Thắng Nghĩa, Pháp Không Hữu Vi, Pháp Không Vô Vi, Pháp Không Rốt Ráo, Pháp Không Không Biên Giới, Pháp Không Tàn Mạn, Pháp Không Không Đổi Khác, Pháp Không Bản Tánh, Pháp Không Tự Tướng, Pháp Không Cộng Tướng, Pháp Không Tất Cả Pháp, Pháp Không Chẳng Thể Nắm Bắt Được, Pháp Không Không Tánh, Pháp Không Tự Tánh, Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của Pháp Không Ngoại cho đến Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của Pháp Không Ngoại cho đến Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của Pháp Không Ngoại cho đến Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của Pháp Không Ngoại cho đến Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của Pháp Không Ngoại cho đến Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của Pháp Không Nội mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của Pháp Không Ngoại cho đến Pháp Không Không Tánh Tự Tánh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của chân như mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của Thánh Đế Khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bốn tịnh lự mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn tịnh lự mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học,
là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thế quyển thứ 338.